Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, dự kiến năm học 2021-2022, học sinh cấp trung học sẽ tụ trường vào ngày 1 tháng 9, khối mập non tiểu học, học viên giáo dục thường xuyên tụ trường vào ngày 15 tháng 9. Các trường học tổ chức lễ khai giảng trực tuyến vào ngày 5 tháng 9. Học sinh bắt đầu vào học chính thức học kỳ 1 từ ngày 6 tháng 9 đối với các lớp 9, 12, các lớp 6, 7, 8, 10, 11 bắt đầu học từ ngày 13 tháng 9. Khối mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên bắt đầu vào học từ ngày 20 tháng 9. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận huyện đề nghị sắp xếp các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm điểm cách ly y tế, thực hiện tốt công tác vệ sinh khử khuẩn theo quy định và quan trả đúng hiện trạng để chuẩn bị khai giảng năm học mới, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong học tập và giảng dạy. Quỹ ban nhân dân quận, quyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương có phương án sắp xếp bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp để tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế tập trung theo quy định, đảm bảo hài quà hoàn thành hai nhiệm vụ chống dịch và khai giảng năm học mới.